Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip của em hay, đừng quên để lại cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Em cảm ơn toàn thể anh em. Hôm nay ngày 20 tháng 5 và clip em phần lên vào khung giờ 5 đến 6 giờ tối hàng ngày cho anh em tham khảo lựa chọn chim. Hôm nay em lên được tổng 5 con chim cho anh em lựa chọn và hôm nay có 3 con thực sự rất là VIP đáng gột anh em. Chơi đấu xòe, lật cầu, rồi bóng bộ tướng cá, đấu chóe rất là hay anh em. Anh em theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim anh em nhé. Đó, và đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em con chim trước màn hình anh em đang xem là con lồng số 417 này anh em. Một con chim thực sự rất là gấu anh em ạ. Đó, và thông tin của con chim này thì cũng là một con chim tách AV ra, chim bộ trung mỏng lông dài đòn và không có tắt lối gì anh em nhé. Đó, con này nó đấu rất là gấu anh em. Cầu cánh mỏ đều tăm tắp anh em ạ. Đó, và như cái con 417 này thì là không có tật lối gì. Và em cùng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con 417 này giá là 1.300.000 anh em nhé. 1.300.000. Con chim thực sự rất là gầu nha. Chỉ một lao đánh nhau anh em ạ. Đó, cái đoạn clip của những con chim hôm nay thì cũng khá là dài. Tại vì em cũng quay được dài thì em cũng muốn đăng lên để dài một chút cho anh em xem. Anh em chọn cho giấy anh em nhé. Còn đây anh em, đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem bóng bộ tướng tá của con 417 giá 1.300.000 đây anh em nhé. Cao cầu mọc lông dài đòn. Nó bóng bộ tướng tá rất là đẹp. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là cái con lồng số 426 để cho anh em tham khảo. Anh em để ý xòe rất là nhiều anh em. Đó, bung xòe rồi xòe đuôi. Và thông tin của con 426 này thì cũng là một con chim tách AV ra, chim bộ trung to và không có tắt lối gì anh em nhé. Đó, con này đấu cúp cầu xòe rất là nhiều anh em ạ. Chả biết nó làm sao cứ ngó ngó ở cái chân của nó anh em. Nhưng mà em kiểm tra rồi chắc là nó dính gì thôi anh em nhé. Chứ con chim không có tật lối gì đâu anh em. Và cái con 426 đây thì em cùng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1.200.000 anh em nhé. Đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại đây anh em. Em quay, em đứng gần em quay mà con chim vẫn giữ hình giữ bộ rồi sổ giọng quá là ok. Giọng hot thì rất là hay anh em ạ. 426 giá 1.200.000. Đó, giọng hót rất là hay anh em, con chim rất là màu mỏ anh em nhé. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 299 này cho anh em tham khảo. Một con chim anh em nhìn nó chạy này nha. Tít mù anh em ạ. Đó, và thông tin của con lồng 299 này thì cũng là một con chim tách AV ra, chim bộ trung to mỏng lông dài đòn. Con này yếm rất là đậm anh em, yếm đậm ngực nở. Đó, con này nó chạy như này cho nên nó không lên hết bộ anh em nhá. Nhưng mà anh em để ý khi nó dừng chim lại, nó vươn hình vươn bộ, bóng bộ rất là liền lạc anh em.
Và cái con lồng 299 này thì không có tật lối gì anh em nhá. Yếm gần giáp luôn này anh em ạ. Chạy cầu quá tốc độ anh em. Đó, và cái con 299 với cả hai con sâu nữa toàn là những con chim già rừng tố chất rất là đáng gồm anh em. Đó, và 299 này thì em cùng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 2.500.000 anh em nhé. 2.500.000. Đó, anh em cần những cái con chim có cái phách bộ tốc độ thì anh em lựa chọn con này quá ok anh em. Đó, anh em có thể thấy con chim nó đứng lại, nó dựng màu, bóng bụng rất là liền lạc, màu đinh anh em nhé. Còn đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại đây nha. Đó, khi người ở gần thì cái con chim này nó còn hơi nhát cho nên nó không dựng được hết hình, hết bộ. Đó, anh em có thể thấy quay bằng điện thoại nhưng mà nhìn hai quả yếm nó rất là đậm anh em ạ. 299 giá là 2.500.000, ngực nở, cao cầu. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo này cho anh em tham khảo, là cái con lồng số 269 này anh em nhá. 269 con này tí cái con bên cạnh chóe, nó chóe đè lại luôn anh em. Đó, và thông tin của cái con lồng 269 này thì cũng là một con chim tách avisa, chim bộ trung to mỏng, lông dài đòn và không có tật lối gì anh em nhé. Con này thì cũng là một con chim già rừng anh em ạ, chim còn khá là nhát anh em. Đó anh em, nó cũng chưa hẳn là chóe dài kiểu chóe đè hẳn, nhưng mà nấy là cái con bên cạnh chóe là nó mở chóe luôn anh em nhé. Anh em nghe kỹ một chút, nếu mà anh em chưa nghe rõ anh em xem lại cái đoạn đấy nhỉ. Anh em nghe kỹ một chút anh em sẽ nghe thấy nhỉ. Còn một con chim thì đấu cầu cánh mỏ thực sự quá là ok nhỉ. Đó, và cái con chim này khi bình thường nó nhát, nó không dựng hình dựng bộ, nhìn rất là bình thường. Nhưng mà khi con chim nó dựng hình dựng bộ, nó vươn người, nó đấu, thực sự bóng bộ rất là đẹp, màu đinh đổ, cao cầu mỏng, lông dài đòn, chim già rừng và không có tật lối gì. Và cái con 269 này thì em báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 2.600.000 anh em nhé. Anh em nhìn con chim đi cầu nhẹ tênh anh em. Mặt nhìn rất là bường anh em ạ. Đó, còn đây là cái đoạn clip em quay bằng điện thoại cho anh em xem kỳ bóng bộ tường tá của con chim đây anh em. Khi con chim, tại vì con chim già rừng nó nhát, nó sợ bình thường nó như này, nhưng mà khi nó dựng hình dựng bộ đấu nhìn nó khác hoàn toàn anh em. Đó, anh em nhìn rất là cao cầu. Còn giờ em sẽ chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo, là con lồng 381 này anh em. Một con chim đấu xòe quá đẹp anh em ạ. Anh em nhìn kiểu bùng xòe, lắc xòe. Trời, nó đấu nhìn quá mê anh em ạ. Đó, cái con chim này thì thông tin cũng là một con chim tách avisa, chim bộ trung to mỏng, lông dài đòn anh em nhé. Đó, và con chim không có tật lối gì. Cái con chim này hình bộ tướng tá của nó cũng rất là đẹp anh em. Đó, bóng bộ đạt chuẩn luôn anh em ạ. Chẳng qua là con này khi nó đấu căng với cái con bên cạnh, ôi trời ơi, anh em nhìn kìa,
Lạc Xuyà, Mán Nhán anh em ạ. Quá đẹp. À, thì em có cái đoạn clip nó đấu lúc cái con bên cạnh không đấu nữa, cho nên con chim nó đấu bình bình cho anh em xem về ký hơn cái bóng bộ tương tác của con chim. Và cái con chim này cũng đấu cầu cánh mỏ xòe, thực sự là bóng bộ tương tá sẽ đến phách chơi không thể chơi được anh em ạ. Như hôm nay em lên được 3 con, đó là cái con 299, 269 và cái con 381 này, 3 con chim thực sự em thấy rất là đáng gột anh em nhé. Đó còn đây anh em, khi mà cái con bên cạnh không đấu nữa, con chim nó không đấu, nó không căng, nó không xòe nhiều như lúc nữa anh em. Hình bộ tường tá quá là đẹp anh em ạ. Đó màu đinh, màu dày. Và cái con 381 này như em cũng đã nói là một con chim không có tật lối gì. Và em cùng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 3.500.000 anh em nhé. 3.500.000. Đó còn cái đoạn clip em quay bằng điện thoại của cái con 381 này thì là ở cuối clip anh em nhé. Anh em nào muốn xem cái đoạn clip em quay bởi điện thoại anh em để anh em nhìn cụ thể hơn về cái bóng bộ tương tá của con chim thì anh em xem đến cuối clip anh em. Anh em nhìn kìa, đấu căng, con này cứ đấu căng lên là thả cánh là xòe anh em ạ. Đó và hôm nay em lên được tổng 5 con chim cho anh em tham khảo lựa chọn. Thông tin giá cả em cũng đã lên rất là đầy đủ rồi. Anh em xem mà thấy ưng con nào thì anh em liên hệ cho em. Còn anh em nào mà không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác anh em nhé. Mà rất là cảm ơn anh em đã theo dõi và xem clip của em. Em chào toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em vào một clip tiếp theo anh em nhé.